Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu kệ siêu thị, kệ kho hàng và cổng từ an ninh. Và đây là một dãy kệ siêu thị và được lắp đặt và để chứa hàng và để hàng trưng bày sản phẩm của shop và có cả kệ kho trong này. Gồm rất chi là nhiều kệ đơn và kệ đôi và có kệ để đầu. Như các bạn thấy đây là kệ để đầu dãy. Và mỗi kệ chứa rất chi là nhiều hàng và xếp rất chi là ngay ngắn và đẹp. Và hiện tại thì cửa hàng đang set up và đây là cổng từ an ninh gồm 5 cánh. Và hiện tại thì cổng từ an ninh và kệ siêu thị được lắp đặt tại Buôn Trấp của tỉnh Đắk Lắk. Và chúng ta xem lại hình ảnh của kệ siêu thị tại Buôn Trấp và kệ kho. Và đây là kệ kho siêu thị dành để những hàng nặng có tải trọng 300 kg và kệ siêu thị để những hàng nặng. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hãy like và đăng ký kênh.